Chào bác nhá, hôm nay cửa hàng Mặt Trăng lên clip giới thiệu qua lô máy cưa xích Nhật bãi nhá. Lô này em lên sẽ lô sẽ R có gồm 10 máy cưa xích Nhật bãi rất là đẹp các bác nhá. Giới thiệu sơ qua về cái lô máy ngày hôm nay có hệ máy Shidowa cực kỳ đẳng cấp này, Komatsu Echo Fukuna Thụy Điển nhá. Tay dài tay cụt thì lô này rất là VIP nhá. Có Mazutama Echo này, Makita, Komatsu, Makita nhá. Rồi, thì sản phẩm khi bác mua cưa xích bên em, bao món theo kèm dũa tiếp tôi viết nhá. Các bác nào xem clip thì nhớ vui lòng cho em xin nút like, nút đăng ký kênh và cho thông báo. Máy móc thì cực kỳ đẹp, bên em bán hàng ship hàng toàn quốc và tất cả là em sẽ bảo hành là sản phẩm lòng điện bơm nhớt là 9 tháng bác nhá, lòng điện bơm nhớt là 9 tháng cho bác nhá. Đó, các bác cùng thoải mái luôn. Rồi, RO1 ngày hôm nay em có con máy đến từ thương hiệu của Makita các bác nhá. Con máy đến từ thương hiệu Makita, con này là Makita MDE335 nhá, một con khai thác bán chuyên nghiệp các tầm trung rất là ngon. Con này máy sẽ được trang bị công suất là 35cc này, nòng 38 ly. Lam theo máy là cái lam mặt cắt là đi 35 lam 40 xích trung 91, con này hạ cây đứng cắt tầm trung rất là ngon nhá. Máy móc rất đẹp luôn các bác nhá. Đặc biệt thì đến từ thương hiệu Makita rất là ngon. Đến từ thương hiệu Makita rất là ngon. Makita là thương hiệu nó quá nổi tiếng rồi, quá nổi tiếng rồi. Các bác nào mà tìm hiểu máy Nhật ấy, trước các kiểu hay là máy điện, máy nước các kiểu thì đều biết nhá. Đó. Con này có trợ lực này, bơm xăng phụ có hết các bác nhé. Trọng lượng máy là 5kg, 5kg cho các bác nhé. Rồi, con R1 ngày hôm nay giá 1.4 triệu, 1.4 triệu, bao phí ship con Makita rất là đẹp nhé các bác nhé. Test nổ R1 này, đó. Đấy, nổ rất êm luôn. Rồi tiếp theo R2 thì em có con máy đến từ thương hiệu của Genoa Komatsu, một con cưa tay cụt cực kỳ VIP nhá. Thì nói về tất cả những thương hiệu máy tay cụt bây giờ thì tay cụt của Komatsu thì nó quá chất lượng rồi, máy móc thì chạy siêu êm, siêu loại xăng. Đó. Con này thì sẽ được trang bị chụp giật trợ lực lớn này, giật rất là nhẹ nhàng nhá. Và đặc biệt thì con này là một con siêu mini với trọng lượng của nó rơi tầm 3kg thôi. Các bác đang tìm kiếm con cưa mini cắt củi gia đình, cắt leo trèo tỉa cành này, các bác muốn mua con máy mà phải nói là trọng lượng siêu nhẹ nhàng, siêu dễ dàng sử dụng, chạy bền và loại xăng, thì đây là một sự lựa chọn mà các bác không thể bỏ qua đấy các bác nhé. Đó. Trọng lượng con này siêu nhẹ luôn, hàng Komatsu, con này mã của nó là G2500. Thì cái thương hiệu này quá nổi tiếng rồi, chắc các bác đều biết rồi. Đó, thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Con này thì được trang bị công suất là 25cc này, nòng 34 ly này, nòng 34 ly nhá. Đấy, hàng Komatsu thì chạy siêu êm, siêu sướng luôn. Lam con này, lam mặt cắt của nó là đi 30, lam mặt cắt của nó đi 30 các bác nhá. Trọng lượng của nó rất là nhẹ nhàng thôi. 3kg siêu nhẹ, chạy siêu ấm luôn. Đó. R2 giá 1.8 triệu này, bao phí ship cho anh em, bơm xăng phụ cũng có đủ cả các bác nhá. Rồi, em test nổ con R2 cho các bác nhá. Con R2 giá 1.8 triệu, bao phí ship. Con cưa tay cụt của nó là hàng tay cụt của nó là cực kỳ VIP luôn. Rồi, tiếp theo con R3 này. R3 ngày hôm nay thì một con cưa mini nữa. Con này con tay dài nhá. Con này là mã của nó là Makita 2835 này. Con này thì sẽ được trang bị công suất là 30cc này, nòng 36 ly, một trong những hệ tay dài mà phải nó là xài cực kỳ là bền, máy móc này đẹp keng luôn cho các bác nhá. Con này thì quá đẹp luôn này. Máy mới đến 95% ốc áng 7 màu các bác này. Đẹp xuất sắc luôn nhá. Đi theo máy là cái lam mặt cắt là 35. Đấy. 35, lam 40 mặt cắt còn 35 nhá. Đây, máy móc cực kỳ đẹp này. Đó, để nói về một cái dòng tay dài mà các bác đang tìm kiếm một con tay dài mà cưa hàng chất lượng cao nhá, hàng siêu bền và thêm nữa hàng rất là dễ dàng sử dụng thì các bác có thể tham khảo con này. Con này sẽ được trang bị chụp giật là trợ lực lớn cho các bác nhá, và đặc biệt cái dòng này thì đối với những người mà có tuổi
rồi, hoặc các bác nào mới xài máy cơ lần đầu thì cực kỳ dễ dàng sử dụng các bác nhé. Ốp của nó bằng hợp kim luôn, rất là chắc chắn này, ốp yếc này nguyên sơn cực kỳ xuất sắc luôn nhé, chủ thật là trọng lực nhé. Thì cái con này các bác phần phía trước này các bác đổi sang khóa nhớt nhé, phía sau các bác đổi nhớt nguyên lam, ốp cáng toàn bộ 7 màu, máy đẹp 95%, hàng xuất sắc cho các bác nhé, hàng xuất sắc cho các bác nhé. Trọng lượng máy này 5 kg. Con này cắt củi gia đình, cắt leo trèo tỉa cành, cắt nấu rượu các kiểu thì cực kỳ là ngon. Đấy. Rồi các bác thông cảm nhé, đang làm cái gì thì ấy, có mấy đồng chí đi ăn rượu về thì vào xem máy một lúc nhé. Đấy các bác tiếp tục nhé. Thì con R3 các bác thông cảm vì nhà gần mặt đường này nên là khách qua lại rất là nhiều. R3 này hôm nay thì giá 1.9 triệu nhá, bao phí ship của con máy quá đẹp luôn cho anh em nhá. Vào đang quay clip thì các bác thông tham khảo một chút xíu về máy cưa. Đó, tiết nổ con R3 này, con này cắt củi nấu rượu các kiểu quá ngon luôn. Vip luôn nhé, máy đẹp xuất sắc rồi các bác này. R3 giá 1.9 triệu, bao phí ship nhé. Tiếp theo con R4 hai con tay cụt cực kỳ nét này. Đầu tiên con R4 đi, một con Echo Grand, một con chạy siêu bền và đặc biệt máy siêu mới cho anh em. Con này hàng thiếu cái thùng cho em nhé, con này đẹp 97-98% này. Con này mã của nó là AC280. Con này được trang bị công suất là 30cc, nòng 37 ly các bác nhá. Dòng Grand chạy siêu tiết kiệm nhiên liệu và dòng này chạy bao bền cho các bác, cực kỳ bốc, cực kỳ bền nhá. Đi theo máy là cái lam mặt cắt là đi 35 lam 40 xích trùng 91 các bác nhá. Trọng lượng máy con này là đi 5 kg. Con này thì phải nói là một trong những dòng tay cụt mà xài siêu bền luôn. Đây, máy móc còn rất là đẹp các bác nhá. Con này thuộc hệ siêu tầm. Các bác nào mua về cắt leo trèo tỉa cành, cắt củi nấu rượu, các kiểu các xung quanh vườn nhà, muốn xài con tay cụt mà hàng chạy mạnh bốc nhá, bền lợi xăng thì có tham khảo con này. Con R4 ngày hôm nay giá 2 triệu, bao phí ship nhá. Con Grand AC280G này cực kỳ nét luôn, máy quá xuất sắc luôn, hàng siêu tuyển. Ship nhá. Máy quá vip, quá đẹp luôn này. Rồi tiếp theo con R5 là một con cưa siêu tầm nữa nhá. Con này con Mazu Zangma, con này là mã của nó là CST311M nhá. Một cái dòng cưa mà phải nói là đời siêu cao, được trang bị cả động cơ siêu vip và động cơ 2 bớt nhá. Đây là động cơ chạy cực kỳ là sướng luôn. Động cơ tích hợp trên những cái dòng động cơ xăng cao nhất, đời cao nhất bây giờ. Tưởng những cái chiếc xe ô tô vậy, tức là động cơ 2 bớt, gọi là công nghệ 2 bớt nhá. Con này thì sẽ cực kỳ thoát máy. Máy được trang bị suất là 31cc, nòng 37 ly. Máy Mazu Zangma quá đẹp luôn này. Con này thì như hàng thùng luôn nhá, 96-97%. Lam theo máy là cái lam mặt cắt là đi 35 lam 40 xích trung 91. Trọng lượng máy rơi tầm 4 kg. Máy thì tích hợp một cái công nghệ chụp giật trợ lực nhả này các bác này. Đấy, các bác leo trèo tỉa cành thì dùng con này rất là tiện lợi, các bác chỉ cần kéo ra các bác tự nhả về thì máy sẽ nổ nhá, và đặc biệt cắt cực kỳ ngon và lợi xăng. Với cái động cơ 2 bớt này nó giúp máy chạy cực kỳ là thoát nhá, cực kỳ là sướng luôn, cực kỳ là bền. Rồi, con R5 một con siêu vip tay cụt nữa, giá của nó là 2.4 triệu, là bao phí ship cho anh em nhá. Test nổ con R5 cho các bác này.
bao phí ship cho anh em, hàng siêu tầm nha. Rồi tiếp theo đến con R6. R6 ngày hôm nay thì sẽ đá sao một con cắt tầm trung cho bác nhá. Con này là Hupana 136 này, động cơ là Hupana 136 hàng Thụy Điển nhá. Máy sẽ được trang bị xuất là 36cc, nòng 40 ly hàng Thụy Điển, là cái hàng mà chắc em không phải giới thiệu nhiều rồi, nó thương hiệu cưa là toàn cầu rồi. Với cái dòng Thụy Điển này thì sẽ chạy là rất là bền luôn. Máy càng nóng càng bốc càng dễ nổ và chạy đặc biệt thì rất là lợi xăng. Đi theo máy là cái lam của nó mặt cắt này là đi 35 lam 40 xích trung 91. Thì con này cắt bác cắt hạ cây đứng nhá, cắt tầm trung chuyên nghiệp là vanh gỗ đường kính là 4550 thoải mái cho anh em nhá. Đấy, bô vọng này còn quá là đẹp luôn nhá. Trọng lượng máy con này là đi 5,5 kg. Máy thì có trợ lực và thắng xích thì sẽ phun hết chức năng cho anh em nhá. Phun hết chức năng cho anh em. Máy móc quá đẹp luôn cho anh em này, quá xuất sắc nhá, quá xuất sắc luôn. Quá nét luôn này các bác này. Con này thì quá đẹp luôn này, đẹp 90%. Hàng Thụy Điển thì anh em yên tâm cho em về cái độ bền và cái độ tiêu hao nhiên liệu nhá. Rồi, con R6 giá 2,6 triệu. Bao phí ship cho anh em. Các bác nào muốn mua con cưa Thụy Điển cắt tầm trung và các bác di chuyển cho nó dễ dàng đi cùng với những cái chiếc máy xẻ thì có thể tham khảo con này. Cắt cực kỳ phê, cắt phân đoạn cực kỳ sướng rồi. Rất êm các bác nhá. Rất êm luôn. R6 ngày hôm nay 2,6 triệu là bao phí ship nhá. Rồi tiếp theo con R7 ngày hôm nay thì em có con cưa Echo 4 số nhá, đời 4 số có xả áp này, đời siêu cao. Con này thì Echo V3501 nhá, đời xả áp cắt tầm trung rất là ngon, giúp cho tất cả những chất bẩn thì đều đào thải ra cách rất là dễ dàng. Thì con này sẽ được trang bị xuất là 35cc này, lòng 40 ly nhá, là đi theo máy là cái lam Latin này, lam Latin rất là đẹp nhá, lam Latin, lam của nó là mặt cắt là 35 lam 40. Đó, làm xích còn cực kỳ xuất sắc luôn cho các bác nhá. Trọng lượng máy con này là 5 kg, cắt rất là sướng. Dòng Echo thì hệ này thì anh em miền Tây rất là thích nhá. Đó, nó sẽ đem lại cái trải nghiệm khi các bác cắt tải rất là ngọt luôn. Độ bền cực kỳ là cao và đặc biệt thì máy rất là mới. Thì tất cả những cái dòng máy đến từ Echo thì nó chạy rất là bốc, máy càng bốc luôn, càng nóng càng bốc nhá, chạy cực kỳ là ngon. Đó, các bạn thích cắt Echo các tham khảo nhá. Tiếng máy thì là ô giảm thanh, cắt rất là lực luôn. Máy thì quá đẹp các bác này. Đó, các bác nhìn này, đang trực tiếp này. Máy đẹp đến trên 90% cho bác luôn nhá. Con này giá 2,8 triệu nhá. R7 cho bác đi cắt khai thác tầm trung vanh gỗ đường kính là 4550. Test nổ con R7 cho bác nhá. Cắt rất là sướng, rất là êm luôn. Máy rất là êm. Rồi, con này giá của nó là đi 2,8 triệu này, bao phí ship nhá. Rồi tiếp theo này, tiếp theo con R8 này. R8 ngày hôm nay thì em có con máy đến từ thương hiệu Zenoaco Masu, là một cái thương hiệu mà chuyên cho các bác đi cắt công trình. Các bác nào thích đi cắt công trình hoặc là đang muốn xài con máy cưa đó, độ bền cao, cắt công trình nhiều, rất là êm thì có tham khảo nhá. Con này là con G3500 nhá, G3500 được trang bị chụp giật là trợ lực lớn này. Đó, lam của nó là lam của nó mặt cắt là đi 40, lam 45, mặt cắt là 40, lam 16 inch các bác nhá. Đó, lam Genoa. Đấy, hàng Genoa Komatsu thì chắc là quá là nổi tiếng rồi. Đó, động cơ 2 thì Genoa thì quá nổi tiếng rồi. Chạy cực kỳ phê luôn. Bô con này là bô cách âm hoàn toàn nhá, cho cái động cơ chạy cực kỳ êm ái, đặc biệt trong những khu dân cư mà đông đúc nha các bác nhé. Con này cắt khai thác tầm trung hạ cây đứng, cắt khai thác trong gia đình, nói là không biết bao giờ cho nó hỏng luôn. Và đặc biệt thì hàng Genoa thì đồ đạc cực kỳ là nhiều. Chụp giật của nó, giảm giật của nó bằng lò xo, giúp các bác khi các bác cầm cắt thì nó rất là êm. Đó,
cái dòng máy này thì nó là dòng máy hệ rồi, dòng máy hệ rồi, cho nên là giá nó sẽ rất là mắc nhá các bác nhá. Con này thì giá của nó 2,8 triệu, cắt cực kỳ bền và loại xăng luôn, hàng Komatsu. Nếu mà các bác đã xài qua hàng Komatsu cưa, các bác đều biết rồi, xài rất là chất luôn. Máy thắng xích thắng xiếc sẽ đủ cả cho các bác nhá. Rồi, con này thì trọng lượng của nó rơi tầm 5,5 kg. Con R8 ngày hôm nay 35cc nóng 40D, G3500, giá 2,8 triệu bao phí ship nhá. Test nổ này. Rồi, con R8 ngày hôm nay 2,8 triệu bao phí ship. Các bạn nào thích xài hàng Komatsu, các bạn tham khảo để hơi thám quá đẹp luôn nhá. Là tiền bô vọng này, là suy luôn, làm xịn như chưa xài luôn nhá, quá xuất sắc nhá. Rồi, tiếp theo con R9 ngày hôm nay. R9 ngày hôm nay thì có một con máy đến từ thương hai con R9 R10 thì máy đến từ thương hiệu Siwa, là một trong những thương hiệu mà được mệnh danh là cưa là số 1 của Nhật Bản nhá. Nó sẽ sở hữu đầy đủ những cái tính năng mà ưu việt nhất của con máy cưa. Máy chạy bốc này, bền, loại xăng và đặc biệt thì trọng lượng rất là nhẹ nhàng. Như con R9 này là một con Siwa 360, được trang bị số là 36cc nóng 40L. Lam này, lam của nó này như kiếm luôn nhá, lam xích, lam dài nhá. Lam của này lam Latin. Mặt lam Latin, mặt cắt của nó là 40 lam 45 nhá, rất là dày, rất là đẹp này, lam xích quá xuất sắc luôn. Con này thì các bác cắt vanh gỗ tầm đường kính 45-50 thoải mái, trọng lượng máy sẽ rơi tầm 5,5 kg. Rất là nhẹ nhàng luôn. Và các bác khi cắt Siwa các bác trải nghiệm nó rất là bốc, đem lại cái vòng tua cao, cắt hạ cây đứng, cắt tải rất là ngọt nhá. Siwa thì chạy quá là bền, quá là lợi xăng rồi. Đây là một trong những hệ cưa phải nói là chạy cực kỳ chất lượng luôn, hàng chất lượng cao. R9 ngày hôm nay là 2,8 triệu này, bao phí ship nhá. Anh em đi cắt xoan xiếc này, là dừa riếc, là keo quế này, được cần nước khuyết là thoải mái luôn nhá. Test nổ này. R9 nhá. Rồi, con R9 là 2,8 triệu bao phí ship. Rồi, tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay, con R10 của con siêu phẩm nhé. Con này là cũng đến từ thương hiệu Siwa, nhưng con này rất là đẹp này. Con này đến từ thương hiệu Siwa, con này là Siwa 395, được trang bị công suất là 40cc, nóng 40L. Lam của nó này là lam lam lối, lam tản nhiệt nhá. Đây, cái lam này em chưa kỳ kỹ nhá, về lúc mà các bác lấy em cũng sẽ kỳ kỹ cho các bác nhá. Chỉ cần lấy cái búi rửa bát thì kỳ qua là nó hết, cái này thì rất là sạch. Nói chung là máy zin. Con này thì sẽ được trang bị công suất là 40cc nóng 40L, mà tiền này đỏ tươi luôn nhá. 40cc nóng 40L, trọng lượng con máy này 6 kg. Máy thích hợp cho bác cắt khai thác tầm trung, cắt hạ cây đứng, vanh gỗ đường kính tầm 50, rất là ngon các bác nhá. Giàng Siwa thì siêu chất lượng, siêu bền, siêu loại xăng rồi. Đó. Rồi, con này thì quá VIP luôn rồi. Đấy, con siêu phẩm của ngày hôm nay nhá. Con R10 giá 3 triệu là bao phí ship cho anh em. Em test nổ con cuối cùng ngày hôm nay, con Siwa 395. Đấy. Chung phải nói là super VIP luôn rồi. Rồi, con R10 cuối cùng ngày hôm nay giá là 3 triệu bao phí ship nha. Đó, ok. Thì em cũng xin phép kết thúc clip tại đây. Anh em quan tâm sản phẩm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng 0976 123 320. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Chào tất cả mọi người.